xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là phóng sự, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về quá tải trọng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh, dự và chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2019, do chủ động, tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp công tác, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 81,5%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,5%. Nhiều chuyên án lớn điển hình trong cả nước về tín dụng đen đã được đấu tranh triệt xóa, được Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy chính quyền và nhân dân biểu dương khen ngợi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, các đơn vị cần tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả các mặt công tác, đề cao trách nhiệm nêu gương, kỷ cương kỷ luật, tập trung triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy về làm công an xã, chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp theo là một số hoạt động nổi bật khác của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, trong hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật vừa qua, Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường lực lượng xuống cơ sở, đến tận nhà dân để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho những người già yếu, tàn tật, neo đơn, gia đình chính sách và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Mặc dù là ngày nghỉ, số lượng người làm thẻ căn cước công dân đông, nhưng với tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tận tình hướng dẫn và hoàn thiện các thủ tục cấp thẻ căn cước công dân lưu động cho hơn 2.300 trường hợp. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa đẹp trong lòng nhân dân. Sáng 13 tháng 7, Ủy ban dân xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa đã tổ chức ra mắt mô hình camera giám sát đảm bảo an ninh trật tự. Mục đích của mô hình này là nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đó, hệ thống camera giám sát trên địa bàn xã Thiệu Châu sẽ được triển khai, lắp đặt gồm 14 điểm với 16 mắt tại các điểm công cộng và các tuyến đường chính trên địa bàn xã. Tại lễ ra mắt, các ban ngành đoàn thể, nhà trường và các hộ gia đình đã ký kết cùng tham gia xây dựng mô hình. Tiếp theo là phần điểm tin tấn công chấn áp tội phạm của các đơn vị công an trong tỉnh. Trong tuần qua, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Sĩ Tùng và Trần Văn Hưng đều ở tỉnh Nghệ An đang vận chuyển trái phép 8 bánh heroin, 2 kg ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan. Khám xét nơi ở của hai đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ tại nhà của Nguyễn Sĩ Tùng 2 bánh heroin và 62 thỏi thuốc nổ có trọng lượng 31 kg. Công an thành phố Sầm Sơn vừa bắt giữ ba đối tượng Trần Ngọc Huệ ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Vi Văn Tạo và Phạm Bá Thống đều ở huyện Quan Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 bánh heroin, hơn 138 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ một gói heroin, gần 400 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Cũng trong tuần qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang 22 đối tượng, gồm 14 nam, 8 nữ, đều đang sinh sống ở Hà Nội, đang sử dụng ma túy trái phép tại một căn hộ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 3 đĩa sứ còn dính ma túy, một gói ketamin, một thẻ nhựa, một bộ dàn âm thanh và nhiều tang vật khác có liên quan. Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Lê Bá Cường ở xã Yên Lễ về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Công an huyện Như Xuân xác định Lê Bá Cường đã cho 12 người vay tiền với tổng số tiền cho vay hơn 900 triệu đồng. Trong đó, Cường đã thu lời bất chính 72 triệu đồng.
đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, không chú ý quan sát. Đặc biệt là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, xe ô tô chở quá tải trọng, người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu bia quá nồng độ quy định. Đây là những nguyên nhân chính trực tiếp dẫn đến sự gia tăng đột biến của các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay. Có mặt tại chốt xử lý vi phạm về nồng độ cồn, mũ bảo hiểm của tổ công tác đặc biệt Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Hoàng Hóa trên tuyến quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn huyện Hoàng Hóa vào tối ngày 10 tháng 7. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, chúng tôi đã ghi được hàng chục trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và không đội mũ bảo hiểm. Còn đây là những hình ảnh tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên tuyến Nghi Sơn Bãi Trành đoạn qua địa bàn xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Mặc dù tình trạng xe quá tải ở đây đã không còn ngang nhiên như trước, nhưng chỉ ít phút có mặt tại đây đã có 3 trường hợp bị lực lượng cảnh sát giao thông xử lý. Trong đó có những phương tiện chở quá tải trọng và cơi nới kích thước thành thùng quá 1 mét so với thiết kế. Thậm chí có phương tiện còn chở quá tải trọng lên đến 451%. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ thì chúng tôi tập trung vào xử lý các hành vi như là quá tải trọng thì đối với cái dạng xe ben. Còn đối với các tổ công tác về tăng cường các huyện thì tập trung xử lý cùng nồng độ cồn, cùng mũ bảo hiểm. Nhưng mà mũ bảo hiểm thì rơi chủ yếu vào các thành phần thanh thiếu niên đi lạng lách đánh võng trên đường. Nên chúng tôi sẽ cương quyết và hứa với lãnh đạo phòng là xử lý. Với mục tiêu kiềm chế và làm giảm từ 12 đến 15% số vụ tai nạn giao thông, từ ngày 1 tháng 7 đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về quá tải trọng, quá kích thước thành thùng hàng, vi phạm nồng độ cồn và mũ bảo hiểm. Theo đó, các đơn vị công an trong tỉnh đã tập trung tham mưu và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành luật an toàn giao thông, nhất là các quy định về tải trọng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm. Đồng thời phối hợp tổ chức cho các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh vận tải ký cam kết không chở quá tải trọng. Cùng với cái thời gian tuyên truyền trước khi ra quân thì đến nay tình hình vi phạm về quá khổ, quá tải, về kích thước thành thùng, về mũ bảo hiểm đã tạo được cái dư luận rất là lớn trong nhân dân và tạo được cái ý thức chấp hành trong cái đội ngũ lái xe, đặc biệt là lái xe tải trên phương tiện. Và tính tự giác chấp hành của lái xe được tốt hơn. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về quá tải trọng, nồng độ cồn và mũ bảo hiểm. Chỉ sau hơn 10 ngày ra quân, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý hơn 1.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền nộp kho bạc nhà nước gần 3,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe hơn 200 trường hợp, trong đó xử phạt hơn 500 trường hợp vi phạm về quá tải trọng, phạt tiền 2,5 tỷ đồng, hơn 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn và hơn 1.000 trường hợp vi phạm quy định về mũ bảo hiểm. Có thể nói đây là một cái kế hoạch mà tôi cho rằng là tập trung cao nhất, lực lượng, phương tiện, công cụ, thiết bị, đấu tranh xử lý nghiêm đối với cái tình trạng phương tiện quá trọng tải, cơi nới kích thước thành thùng, người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia và người đi xe máy tham gia giao thông không đủ bảo hiểm. Trong vòng 10 ngày thì cái kết quả rất là khả quan, tình trạng cái phương tiện vi phạm tuy vẫn còn nhưng đã giảm rất nhiều. Các cái phương tiện nó hoạt động vào những cái giờ cao điểm thì anh em đã kiểm tra xử lý là rất là cương quyết và triệt để, phấn đấu sẽ giảm thiểu cái tai nạn từ cái việc mà xe quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng, rồi người sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông và người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và các ngành chức năng, mỗi người tham gia giao thông cần phải tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông để tự bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho mình và cho những người tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.